Súp hành là một món súp cực kỳ cổ điển trong ẩm thực Pháp. Làm thì rất là dễ, nhưng để làm ngon thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có thể cái hình ảnh nó giống đấy, nhưng cái vị để trọn vẹn thì bạn cần nhiều kỹ năng hơn là một công thức. Đó cũng là lý do mình hay chia sẻ những video về các món ăn cổ điển trong ẩm thực Âu. Vì thông qua những món cổ điển như vậy, bạn sẽ nắm bắt được rất là nhiều kỹ thuật nền tảng để làm nhiều món khác nhau. Và hơn thế nữa là sáng tạo những món ăn của chính bạn, chứ không phải bị giới hạn ở một công thức. Mà rời công thức ra thì không làm được gì cả. Mình bắt đầu với nửa ký hành tây. Thái lát chứ đừng thái nguyên nha. Bắc nồi lên và thả vào 500g bơ lạt. Đừng cố đổi bơ bằng dầu, dù là dầu ô liu hay dầu trúc phổ. Để lửa nhỏ cho bơ nó chuyển nâu. Cái này gọi là bơ noisette hay bơ nâu. Rồi cho hành vào xào. Để lửa vừa phải thôi. Thêm chút muối cho hành nó ra nước. Để đẩy nhanh quá trình caramelize. Cứ vậy xào cho hành nó chuyển nâu. Sẽ tốn chút thời gian đấy. Cũng tầm nửa tiếng. Hành nâu như vậy là được rồi. Đừng để đậm màu quá, không là súp bị đắng đấy nhé. Tới đây thì deglaze với rượu vang đỏ. Mình dùng khoảng 90g. Khi rượu cạn xuống thì cho nước dùng nâu vào. Nước dùng ngon bao nhiêu thì súp ngon bấy nhiêu. Đừng dùng hộp demi-glace, công nghiệp lắm. Mình dùng khoảng 400g nước dùng. Cách làm thì cứ xem bio của mình nhé. Thả vào chiếc lá nguyệt quế và vài nhánh tham rồi đun sôi. Xay tiêu đen vào rồi để lửa lớn cho sôi nhanh. Có bọt thì hớt bọt rồi tắt bếp để nguội và cất tủ lạnh. Bạn có thể dùng súp ngay, nhưng để thưởng thức một cách trọn vẹn thì nên để qua 1-2 ngày. Lúc đó súp mới phát triển hết hương vị. Đừng để lâu quá, không là súp nó phát triển vị chua đấy nha. Đây, súp để qua đêm thì hành nó nở ra hết và đặc lại luôn rồi này. Mình vớt bỏ lá nguyệt quế và tham đi. Bắc lên bếp để hâm nóng nó lại. Nếu bạn cảm thấy đặc quá thì bổ sung thêm chút nước dùng. Tỷ lệ giữa cái và nước nên là 1-1. Nêm đếm lại một lần nữa với muối tiêu cho vừa ăn. Mình thích vị ấm của tiêu trong súp hành nên mình dùng khá là nhiều. Bạn có thể giảm lại cho vừa với khẩu vị của bạn ha. Rồi, múc ra chén thôi. Cắt vài lát bánh mì xếp lên trên mặt. Rồi phủ phô mai lên. Khả năng tài chính của mình có hạn nên mình dùng Emmental. Nếu bạn có điều kiện thì nên dùng Comté hoặc là Gruyère. Đừng dùng Mozzarella nha. Ném vào nồi chiên không dầu cho phô mai nó vàng giòn. Cái này gọi là kỹ thuật gratiné. Nồi chiên không dầu mình để mát 200 độ C. Tầm 2 đến 3 phút là được. Rồi cẩn thận lấy ra và húp thôi.